Kanzewet bị đuổi khỏi khi vào trụ sở Zetker. Công ty Zetker cho biết Canovel không được mời mà đến, thậm chí còn quay trái phép, nên anh đã bị mời ra khỏi trụ sở Los Angeles. Ngày 26 tháng 10, Pitchick đưa tin Canovel xuất hiện mà không được mời tại trụ sở chính Zetker ở Mattsbeck, California, Mỹ. Hành động vừa quay phim trái phép nên đã bị mời ra khỏi tòa nhà. Theo nhiều nguồn tin rằng, sau khi hãng thời trang Adidas chấm dứt quan hệ hợp tác, nam rapper đã tìm kiếm những đối tác để làm ăn, nhưng diện phía Sketchet lên tiếng không có ý định hợp tác cùng Well. Sketchet không xem xét và không có ý định làm việc với Well. Chúng tôi lên án những kẻ gây chia rẽ và không tha thứ chủ nghĩa dung bài Do Thái hoặc bất cứ hành thích ngôn từ động thủ địch nào khác, Skechers cho biết. Skechers là công ty sản xuất giày thể thao nổi tiếng nhất thế giới, được thành lập vào năm 1992 bởi Robert Gamble. Công ty được sở hữu và điều hành bởi một gia đình tự Do Thái. Skechers đã hợp tác với nhiều người nổi tiếng như Britney Spears, Christina Aguilera, Cabello và cả vợ cũ của West, Kardashian. Đầu tháng 10, Adidas cho biết sẽ xem xét mối quan hệ hợp tác với West sau khi nam rapper mặc chiếc áo phông Westside Master tại tuần lễ thời trang Paris. Ngày 25 tháng 10, Adidas thông báo ngừng kinh doanh sản phẩm mang thương hiệu Adidas Easy. Với những phát ngôn hành động gần đây của G không thể chấp nhận được, phía Adidas lên tiếng. Kanye liên tục có những phát ngôn kích động các đối tác trên mạng xã hội. Dạo gần đây, ngoài Adidas, các công ty hiệp đồng với năm rapper tai tiếng gồm Gap, Four Locker và TG Max. Động thái thời trang trên được dấy lên diện rộng khi Gap không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes. Tài sản của năm rapper giảm từ mốc 2 tỷ vào đầu năm nay chỉ xuống khoảng 400 triệu USD sau khi Adidas hủy hợp tác.